Chiều ngày 30 tháng 9 năm 2023, hàng trăm em nhỏ cùng các bậc phụ huynh người Việt đã nhộn nhịp tụ hội về bờ sông Vltava của thủ đô Praha để cùng chào đón Tết Trung Thu. Những chiếc đèn ông sao sặc sỡ, những chiếc đèn lồng đủ kiểu dáng và hình thù dễ thương. Trong tiếng trống lân giòn giã, những khách quan Việt và du khách quốc tế, đặc biệt là các bạn nhỏ, được tận hưởng không khí tưng bừng rộn rã của Tết Trung Thu ngay giữa thủ đô của quê hương thứ hai. Em thấy rất vui khi được ở đây. Em chưa thử được những trò chơi này lắm nhưng mà em đoán là sẽ vui. Người ta hay hát bờ lồng đèn, hay tổ chức những hoạt động sự kiện với gia đình mình và rất hay làm cỗ để ăn. Và có múa gì nhỉ? Cái múa lân. Và những nét truyền thống giản dị này đã khiến những du khách cảm thấy bị cuốn hút đặc biệt. Tết Trung Thu. Ồ, đây là Tết Trung Thu. Thực sự đây là một ngày đẹp trời để cùng nhau vui chơi dã ngoại. Những hoạt động dành cho trẻ em hôm nay rất vui nhộn. Tôi thích nhất là trò nhảy phao. Tôi cũng rất thích phần trình diễn hình như là con rồng. Ồ, vậy à, tôi thích tiết mục đó nhất. Tôi đã từng đến Việt Nam và khi ở Praha tôi cũng đã rất ấn tượng với các sự kiện của người Việt. Tôi rất thích Tết Nguyên đán của người Việt và có vẻ nó cũng giống như Tết Trung Thu này nhỉ. Tôi thích văn hóa Việt, nhất là ẩm thực Việt như nem cuốn, nem sống. Chị thấy rất là ý nghĩa luôn nên thành ra là chị mới nói là năm nào chị cũng đi hết. Là tại vì ở bên đây là thật ra là lễ hội thì chỉ có là Tết Trung Thu dành cho con nít hoặc là Tết truyền thống của mình. Thì ở đây thì cái cơ hội để mà nguyên gia đình chị cho tới đây và gặp bạn bè rồi mặc đồ truyền thống như hôm nay là con chị mặc áo dài rồi tức là có những cái văn hóa và cái trò chơi dân gian thì chị muốn là nó hiểu hơn về Việt Nam tại vì bình thường ở trong trường thì đâu có được biết những cái này. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết Trung Thu, nhóm làm cha mẹ CZ lại tổ chức sự kiện dành cho các em nhỏ và các bậc phụ huynh người Việt tại Séc. Sự kiện năm nay, nhóm làm cha mẹ CZ đã được sự hỗ trợ rất lớn từ nhà văn hóa quận Moshani, Praha. Chính vì thế, quy mô và các hoạt động của Tết Trung Thu năm nay được mở rộng hơn, nhiều chương trình thú vị và hấp dẫn hơn. Khi mà tổ chức to hơn ấy, thì chúng tôi lại có nhiều cái trách nhiệm lớn hơn và nhiều việc phải làm hơn. Mà trong khi đó cái nguồn nhân lực cũng có hạn. Vì vậy mà để có được cái sự kiện ngày hôm nay thì chúng tôi đã phải tổ chức, phải lên kế hoạch từ trước đấy cả vài tháng. Để có thể là đến từng chi tiết cụ thể và để mọi người có thể đến vui chơi thoải mái mà không gặp phải vấn đề gì. Mục đích của nhóm làm cha mẹ thì từ trước đến nay đó là luôn muốn kết nối phụ huynh, các bậc làm cha mẹ và với con cái của mình. Cái thứ hai là giúp những đứa trẻ Việt Nam vẫn luôn luôn là giữ được cái nền văn hóa, cái bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam mặc dù sống ở một nơi xa xôi. Vì vậy mà thực ra khi mà tổ chức cái sự kiện như thế này thì để đứa trẻ biết được Việt Nam chúng ta có Tết Trung Thu dành cho trẻ em và ở Tết Trung Thu thì thường có những trò chơi dân gian nào diễn ra và để bọn chúng không chỉ là để trẻ em không chỉ là lúc nào cũng chỉ biết như vậy Tết Trung Thu chỉ có ngồi ở TV để xem Tết Trung Thu ở Việt Nam hay là chơi các trò chơi điện tử trên điện thoại trên máy tính nữa mà hoàn toàn có thể tham gia như đang ở Việt Nam. Chúng tôi hợp tác với nhóm làm cha mẹ CZ trong một thời gian dài. Trưởng nhóm làm cha mẹ CZ đã liên hệ với chúng tôi để tổ chức những chương trình dành cho các cháu. Liên quan đến công việc, chúng tôi đã cùng hợp tác tổ chức những chương trình trong Praha 4 xuyên suốt thời gian qua. Các chương trình đều diễn ra thành công và tốt đẹp, và chúng tôi càng ngày càng có nhiều ý tưởng mới để thực hiện các sự kiện và hoạt động đi cùng. Ví dụ như mùa hè này, chúng tôi đã cùng nhóm tổ chức chạy hè, các khóa học ngoại khóa. Tại sự kiện, các bạn nhỏ được tham gia rất nhiều hoạt động vui chơi bổ ích và có những phần quà nhỏ dễ thương từ ban tổ chức. Không chỉ là các trò chơi dân gian của Việt Nam như kéo co, các bạn nhỏ còn được tham gia các trò chơi dân gian của Séc. Không gian check-in mang đậm bản sắc Việt với bánh nướng, bánh dẻo, đèn lồng khiến không khí của sự kiện thêm ấm cúng, đúng như những gì Tết Trung Thu mang đến cho mỗi người. Để hàng năm cho trẻ con biết được là người Việt Nam và tại các nước châu Á thì hàng năm thường thường là tổ chức rước đèn Trung Thu cho các cháu đều có ý nghĩa để cháu tham gia biết được đấy là nguồn cội và văn hóa của đất nước Việt Nam.
Hôm nay tôi đã rất bất ngờ vì rất đông người đến tham dự. Các bạn rất thân thiện, mọi người đến giúp chúng tôi và sự kiện thu hút được rất nhiều người. Tôi cũng rất trân trọng điều này khi đã cùng được hợp tác với nhóm làm cha mẹ CZ để tạo ra sự kiện này. Việc hội nhập của các em nhỏ người Việt rất tốt vì các bé học ở trường và học thêm các lớp học ngoại khóa và làm quen với môi trường học tập tại Séc rất tốt. Chúng tôi có văn hóa riêng và các bạn cũng vậy. Tuy nhiên, các bạn đang đưa văn hóa của các bạn đến gần hơn với chúng tôi và chúng tôi đánh giá cao việc này. Không chỉ là Tết dành cho các em nhỏ, Tết Trung Thu còn là dịp để cha mẹ gần gũi với con cái hơn, để gia đình được sum họp, quây quần và cùng sẻ chia mọi vui buồn. Và ở nơi xa xứ, không phải ai cũng có được sự đoàn tụ ấm áp như ở quê nhà. Chỉ những sự kiện và hoạt động ý nghĩa như thế này đã giúp các bậc phụ huynh có lý do để gác lại mọi bộn bề cuộc sống để cùng ở bên con cái, cho trẻ những điều ý nghĩa về ngày lễ Tết dân tộc, để từ đó thêm yêu, thêm hiểu văn hóa cội nguồn và biết gìn giữ những nét đẹp của phong tục tập quán quê hương ngay trên xứ người.